Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trên kênh Điều tra TV. Thưa quý vị, trong phòng biệt giam, tử tù thường ngủ vào ban ngày và thức vào ban đêm. Bình minh của họ là khi mặt trời lặn xuống. Các cuộc thi hành án tử hình bao giờ cũng bắt đầu vào lúc tờ mờ sáng và kết thúc vào lúc trước khi mặt trời mọc. Khi trời sáng, thấy mình vẫn yên vị trong phòng biệt giam, ấy là lúc tử tù biết mình vẫn còn được sống. Có thể thấy dù ở ngoài xã hội, họ là những tên giang hồ cộm cán hay những kẻ sát nhân máu lạnh, gây án không ghê tay. Nhưng đến khi bị kết án tử hình thì tất cả đều có những diễn biến tâm lý rất khó diễn tả. Để có cái nhìn rõ hơn, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi theo dõi ngay sau đây. Ngày 4 tháng 2 năm 2010, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Khuất Duy Trường, 49 tuổi, ở xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội, về hành vi đoạt mạng ông thông gia của mình. Bị cáo đã làm cái sai rất lớn với nhà nước. Đó là lời mà bị cáo Khuất Duy Trường, 49 tuổi, đã nói về sự ra đi thê thảm của ông thông gia vô tội. Khi chưa xảy ra cái sai đến mức phải đứng trước vành móng ngựa hôm nay, Khuất Duy Trường từng khá nổi ở thôn quê nhờ có 2 tiền án về tội trộm cắp và 1 tiền sự. Và cũng nhờ những trận quậy tưng bừng không hiếm của ông ta mỗi khi rượu vào lời ra. Không chịu nổi một người chồng luôn rượu chè, gây gổ, vợ của Khuất Duy Trường là bà Lan đã phải sống ly thân với chồng. Những tưởng được yên ổn, song đức ông chồng say xỉn lại thỉnh thoảng tìm đến gây sự với bà. Trong một lần mượn rượu, ông Trường đến lều trông cá của vợ kiếm chuyện. Ông ta đã làm nhảm những điều mà không ai có thể tưởng tượng ra được. Vu cho vợ có quan hệ tình cảm với người con rể là anh Nguyễn Quang Đông. Trước mặt rất nhiều người, ông Trường cứ bồ lặp đi lặp lại những lời bệnh hoạn khó nghe về câu chuyện ly kỳ vợ ông quan hệ với con rể mà ông tự nghĩ ra, khiến cho anh con rể tức giận đá vào chân ông Trường rồi bỏ đi. Chờ mãi không thấy con rể quay lại xin lỗi, ông Trường đã âm thầm đi mua hung khí với ý định là sẽ trả thù. Không rõ là mối thù con rể quan hệ với vợ mình như ông tự bịa ra hay là mối thù do bị đá vào chân một cái. Nhiều lần dắt hung khí trong người định ra tay, ông Trường vẫn chưa hạ sát được vì không gặp được con rể. 20 giờ ngày 8 tháng 6 năm 2009, ông Trường đã dắt theo 2 hung khí sắc nhọn rồi đi tìm anh con rể. Ông ta mò đến quán bia gần nhà ông thông gia Nguyễn Văn Bình, 56 tuổi, người cha của anh Đông, để ngồi chờ đợi. Giấu hung khí xuống gầm bàn, ông Trường gọi bia uống và đảo mắt quan sát nhà ông Bình ở bên kia đường. Mục đích của người đàn ông này là nếu anh Đông xuất hiện ở nhà bố ruột sẽ lao đến rồi bất ngờ ra tay. Ngồi được khoảng 30 phút, anh Đông và bạn vào quán bia cạnh nhà bố để ngồi uống. Thấy thế, ông bố vợ liền chạy sang và chửi đồng lên. Có con mà không biết dạy, bố mày lấy mạng mày. Sau đó, hai tay ông cầm 2 hung khí sắc nhọn, chạy về phía anh Đông rồi hô lên, bố lấy mạng mày. Trong khi đó, ông Bình lại nghe thấy tiếng ông thông gia chửi bới, cũng nhanh chóng chạy ra ngoài. Ông Bình nói rằng, bố mẹ tôi mất rồi, sao ông lại chửi? Tôi đây, giỏi thì lấy mạng tôi đi. Ngay lập tức, ông Trường vùng một nhát vào ngực trái của ông thông gia. Thấy bố bị thương, anh Đông đã lấy chiếc điếu cày vụt vào ông Trường, khiến cho ông ta gục xuống đất. Mọi người đã đưa ông Bình đi cấp cứu, nhưng không kịp do vết thương đã trúng tim và mất huyết nhiều. Hung thủ sau khi tỉnh dậy bởi những cú đập của anh con rể đã vội vàng giấu 2 hung khí xuống ao nhà, rồi nhờ người thân đưa đi bệnh viện. Hơn nửa năm sau khi gây ra vụ án mạng, hành vi mất nhân tính của Khuất Duy Trường bị đưa ra xét xử tại Tòa án Nhân dân Hà Nội. Phiên tòa xử khá muộn vì luật sư bào chữa cho bị cáo chưa tới. Tới khi có mặt luật sư, bị cáo đã từ chối. Tôi đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình với cơ quan điều tra, nên tôi không cần bào chữa. Ông luật sư đành phải ra về khi phiên tòa vừa mới bắt đầu. Có mặt tại phòng xử án là vợ của bị hại, con rể bị cáo và một số người thân khác. Bà Lan, vợ của ông Trường, không tới dự. Tại phiên tòa xét xử ông bố độc nhất vô nhị này, anh con rể lại thản nhiên ngồi khoanh tay, nghe ông bố vợ khai trước tòa. Cạnh anh Đông là mẹ anh, vợ của nạn nhân xấu số. Bà đã ném về phía bị cáo một ánh nhìn vô cùng tức giận. Vị chủ tọa đã hướng về phía bị cáo và hỏi rằng, thông gia làm gì mà lại chửi người ta? Bản thân làm bố như thế đã đúng hay chưa? Đấy là tôi chưa nói đến việc con cháu sẽ nghĩ gì.
đó mới là cái đau đớn nhất ở đời. Bị cáo Khuất Duy Trường im nghe, vị chủ tọa lại ôn tồn nói tiếp. Ở cái tuổi 50, phải xử sự thế nào cho đúng tuổi làm ông làm bà? Người lớn không ra người lớn, con nhỏ cũng không ra con nhỏ. Phải làm gì để vợ con nó tôn trọng mình? Tôi dùng từ nặng lời như thế là do bị cáo đáng bị như vậy. Bị cáo nghĩ thế nào về hành vi phạm tội của mình? Đến lúc này ông Trường mới ráo hoảnh đáp lại. Bị cáo đã làm cái sai rất lớn với nhà nước. Bà thông gia của ông Trường, đồng thời là vợ của bị hại, cùng chàng rể khốn đốn có mặt tại phiên tòa, tỏ thái độ rất tức giận. Trong nỗi bức xúc, bà thông gia đã đứng phát lên, yêu cầu tòa, một là cho bị cáo xử bắn, hai là cho đi tù chung thân, chứ dân làng khổ với ông ta quá rồi. Khi được nói lời sau cùng, ông Trường đã quay lại xin lỗi bà thông gia. Chỉ vì nhát dao oan nghiệt của ông, nay đã trở thành quả bụa. Anh con rể thì lại quay mặt đi chỗ khác, như không muốn thấy gương mặt đáng ghét của ông bố vợ nữa. Ông Trường liền lập bập, tôi mong bà và con rể tha thứ cho tôi sẽ nhờ quý tòa bán hộ miếng đất ở nhà để bồi thường thiệt hại cho gia đình bà. Và như để chứng minh mình là người nói được làm được, giữ đúng lời hứa, bị cáo Trường đã quay ngay lên phía hội đồng xét xử dõng dạc. Nhờ quý tòa bán hộ tôi miếng đất ở nhà để lấy tiền phụng dưỡng cha già và bồi thường cho nhà thông gia. Trong quá trình xét xử, đại diện viện kiểm sát đã giữ nguyên quan điểm như bản cáo trạng và đề nghị bị cáo Trường mức án tù chung thân. Sau phần nghị án, hội đồng xét xử đã nhận định, dù bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cơ quan công tố đã cáo buộc, nhưng hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến quyền sống của con người, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trị an và trật tự xã hội. Bản thân của bị cáo từng có 3 tiền án, vì vậy cần có mức án tù không thời hạn đối với bị cáo mới có tác dụng giáo dục và phòng ngừa chung. Cuối cùng, hội đồng xét xử đã tuyên tù chung thân về hành vi đoạt mạng người đối với Khuất Duy Trường, cùng mức bồi thường là 44 triệu đồng cho gia đình bị hại. Còn xét hành vi của anh Nguyễn Quang Đông, cầm điếu cày vụt 2 nhát vào trán của ông Trường, gây tổn hại 10% sức khỏe, có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích, nhưng chưa đến mức phải xử lý về hình sự. Vì vậy, cơ quan điều tra đã quyết định không xem xét trách nhiệm hình sự của anh Đông về hành vi trên. Cuối năm 2018, dư luận chấn động trước vụ án bố chồng giở trò với con dâu khi cô đang ngủ say. Chỉ 6 ngày sau đám tang của con trai, vụ án này đã được đưa ra xét xử định tội người bố chồng. Truyền thông đưa tin, vào ngày 17 tháng 11 năm 2018, cô N đã lo hậu sự cho chồng, nhưng nỗi đau mất chồng quá sớm vẫn khiến cô đau đớn khôn nguôi. Trước khi chồng của cô N nhắm mắt, anh vẫn còn dặn dò bố mình là ông XG chăm sóc và nuôi dưỡng cháu trai thật tốt. Ông XG vốn đã sống độc thân từ năm 2017 sau khi vợ qua đời. Không có người phụ nữ nào bên cạnh, ông XD ít nhiều cũng thèm muốn chuyện chăn gối. Tuy nhiên chẳng ai ngờ được rằng người bố chồng này lại ra tay với chính con dâu của mình. Vào ngày 23 tháng 11 năm 2018, tức là chỉ 6 ngày sau sự ra đi của con trai, ông XD đã tới thăm con dâu và cháu trai. Khi vào nhà, ông ta thấy cô N đang say ngủ trên giường, chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh. Thú tính nổi lên, ông XD đã xông vào đòi làm chuyện đó với con dâu. Bị bố chồng làm cho tỉnh giấc, cô N đã cố gắng đạp ông này ra rồi chạy ra khỏi phòng, nhưng lại bị ông ta giữ lại, đè lên giường. Suốt quá trình đó, cô N luôn miệng nói với bố chồng rằng việc này không thể được và cầu xin ông ta tha cho mình. Tuy nhiên, ông XD đều bỏ ngoài tai. Sợ hãi và tủi, nhưng cô N lại không dám hét lên kêu cứu vì sợ đứa con đang ngủ trên giường sẽ tỉnh giấc, chứng kiến cảnh tượng đáng xấu hổ. Sau khi chót lọt một lần, ông này ngựa quen đường cũ, không chịu buông tha cho cô N. Nhiều lần, ông ta đã đến nhà con dâu lúc nửa đêm, đập cửa, đòi vào trong, nhưng cô N một mực từ chối, run rẩy sợ hãi vì không có ai ở bên mình. Dù hận bố chồng, nhưng cô N lại không dám đi báo cảnh sát, sợ sẽ ảnh hưởng tới danh dự của bản thân và những người xung quanh, đặc biệt là ảnh hưởng tới cuộc sống của đứa con nhỏ. Sau nhiều lần cân nhắc và suy nghĩ, cô vẫn quyết định không báo cảnh sát nhưng lại tâm sự với chị gái chồng. Cô N đã nhắn tin cho chị gái chồng thông qua mạng xã hội WeChat
để kể lại sự việc bản thân bị bố chồng giở trò chỉ vài ngày sau đám tang chồng. Cô N đau đớn viết: "Bố của chị đã thực sự làm điều ghê tởm với em không biết phải làm thế nào." Biết được chuyện này, người chị chồng lập tức đến chất vấn và mắng bố mình xối xả, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ báo cảnh sát. Tới 22 giờ đêm ngày 24 tháng 4 năm 2019, ông Dê một lần nữa gõ cửa nhà con dâu. Lúc này cô N nhanh chóng gọi điện cho người chị chồng, sau đó bật loa ngoài và ghi âm. Người chị chồng này đã thuyết phục ông dừng gây rắc rối và đừng làm chuyện sai trái nữa, sẽ không còn mặt mũi nào nhìn những người xung quanh. Thấy con gái nói như vậy, ông này mới chịu đi và ngừng gõ cửa. Tưởng rằng ông XZ đã từ bỏ ý định, nhưng một lúc sau, cô N đột nhiên nghe thấy tiếng động bất thường ở cửa phòng ngủ của mình. Sau khi bật đèn lên, cô mới phát hiện bố chồng đang dùng dụng cụ của người thợ xây để cạy cửa. Cô N vô cùng hoảng loạn, lập tức gọi điện cho chị chồng nhưng cũng không thể thuyết phục được ông này. Không muốn bi kịch xảy ra lần nữa, cô đã cố gắng treo ra ngoài cửa sổ và chạy thoát. Ngày 28 tháng 4 năm 2019, cô N đã tới đồn cảnh sát để trình báo sự việc và tố cáo người bố chồng của mình. Ngày hôm sau, ông bố chồng này đã bị tạm giữ và chuyển thành lệnh bắt giữ vào ngày 10 tháng 5 năm 2019. Sự việc xảy ra tại thị trấn Vương Cương, thuộc huyện Hy Thủy, thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Theo thông tin từ cảnh sát, ông XZ sinh năm 1952 tại huyện Hy Thủy. Trước đây, ông chưa từng có bất cứ tiền án tiền sự nào. Vào ngày 1 tháng 8 năm 2019, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Hy Thủy đã đưa vụ việc này ra xét xử. Ông XZ bị đề nghị mức án là 4 năm tù. Tới ngày 9 tháng 1 năm 2022, Tòa án Nhân dân huyện Hy Thủy đã xét xử vụ án và kết luận rằng bị cáo XZ đã xâm phạm quyền riêng tư của nạn nhân, lợi dụng lúc nạn nhân vừa mất chồng, đang phải chịu tang và không có chỗ dựa để giở trò mất nết với nạn nhân. Hơn nữa còn vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội khi là bố chồng của nạn nhân. Cuối cùng, ông này đã bị tuyên phạt 4 năm, 1 tháng tù. Một người phụ nữ bất hạnh đã bị buộc phải sinh ra một đứa con trai, là con của cha chồng mình, bởi vì chồng cô mắc bệnh vô sinh, không thể có con trai, nối dõi tông đường. Sự việc này đã gây xôn xao dư luận vì nó đi ngược lại với luân thường đạo lý. Nạn nhân cho biết ban đầu, cô bị mẹ chồng bắt và làm chuyện ấy với một người đàn ông lạ mặt sau khi họ phát hiện con trai họ bị bệnh vô sinh vào năm 2010. Người phụ nữ nhất định từ chối và rời nhà chồng đến nơi khác sinh sống để thoát khỏi sự sắp đặt của mẹ chồng. Cha chồng của người phụ nữ cũng phản đối sự sắp đặt của vợ mình. Ông đã đến nơi làm việc của con dâu để đưa cô trở về nhà với lời hứa sẽ không ép buộc cô quan hệ với người lạ. Tuy nhiên trên đường trở về quê, tại một nhà nghỉ ở gần một nhà ga xe lửa, người phụ nữ cho biết đã bị bố chồng giở trò mất nết và khiến cô mang thai. Trước lời tố cáo của con dâu, ông bố chồng cho biết mình đã bị con dâu quyến rũ và cô nói với ông rằng cô luôn sẵn sàng sinh ra một cháu trai nối dõi cho gia đình nhà bố chồng. Ông bố chồng nói rằng họ đã quan hệ nhiều lần khác nữa. Sự việc chấn động này xảy ra tại Trung Quốc. Trai 17 rủ gái 12 vào khách sạn để yêu. Với không ít người thì việc Lê Tuấn Anh phạm tội hiếp dâm trẻ em là một thông tin động trời. Ai cũng nghĩ đang tuổi ăn tuổi lớn thì cùng lắm chỉ là những trò nghịch ngợm là quá đáng rồi. Còn hành vi phạm tội thì không ai dám nghĩ đến. Bởi chẳng ai nghĩ rằng một cậu trang mới 17 tuổi đã có thể hình thành nhiều toan tính trong đầu nhằm chiếm đoạt thân xác của một cô bé mới 12 tuổi. Lê Tuấn Anh đăng ký hộ khẩu thường trú tại Chí Trung, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, nhưng cũng thường đi bát phố tại các con phố trung tâm thủ đô. Bản thân Lê Tuấn Anh và nạn nhân là cháu Phạm Thị Hương, trú tại Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, đã có mối quen biết nhau từ trước khi xảy ra sự việc đau lòng. Theo đánh giá của nhiều người, tuy mới 12 tuổi, nhưng so với các bạn cùng trang lứa, cháu Hương lại phổng phao hơn hẳn và là một cô bé có khuôn mặt dễ thương, xinh xắn. Cũng do mối quen biết nhau từ trước, nên chiều ngày 28 tháng 5 năm 2011, cháu Hương có gọi điện thoại cho Lê Tuấn Anh rủ Tuấn Anh đi chơi. Nhận được điện thoại rủ đi chơi, Tuấn Anh đã nhờ một người em họ là Nguyễn Văn Thờ, sinh năm 1991, cùng chú tại xã Chí Trung, dùng xe máy của nhà Thờ để đưa Tuấn Anh sang đón Hương. Lúc đó, Hương đang có mặt ở Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Sau khi đã đón được Hương, Thờ dùng xe máy đưa Tuấn Anh và cháu Hương đến khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Đến đây, Thờ gửi xe máy và cả ba người cùng thong dong đi bộ quanh hồ.
Tý đến, khi đi đến khu vực gần đền Ngọc Sơn thì Thơ đột ngột bỏ đi về nhà. Từ đó chỉ còn Tuấn Anh và Hương đi chơi với nhau. Mải miết khám phá thủ đô đến tối thì Hương kêu mệt. Tuấn Anh liền rủ Hương về nhà mình ngủ để ngày hôm sau đưa Hương về Hưng Yên. Song Hương không đồng ý về nhà Tuấn Anh. Lúc này Tuấn Anh lại quay ra nói với Hương hay đi tìm nhà nghỉ nào ngủ qua đêm, nhưng Hương vẫn không đồng ý. Đến khoảng 1 giờ 30 phút sáng ngày 29 tháng 5 năm 2011, Tuấn Anh gọi một chiếc xe taxi để đưa Tuấn Anh và Hương đến một khách sạn tại ngõ huyện quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đến đây Tuấn Anh thuê một phòng với giá 300.000 đồng. Khi lên phòng, Tuấn Anh đè lên người Hương, nhưng Hương đẩy ra và nói em không thích. Tuy nhiên Tuấn Anh vẫn nằm đè lên người Hương và thực hiện hành vi tình dục với Hương. Lần thứ nhất Hương kêu đau nên Tuấn Anh dừng lại. Tiếp đó Tuấn Anh lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Sáng hôm sau cả hai bắt taxi ra bờ hồ Hoàn Kiếm. Trên đường Hương gọi cho Thờ để nhờ Thờ đến đón đưa Hương về Hưng Yên. Sau đó Thờ đã dùng xe máy đưa Tuấn Anh và Hương về nhà Hương ở Hưng Yên. Ngay khi thấy Hương trở về nhà, cả gia đình xúm lại hỏi Hương đi đâu, nhưng Hương không nói gì. Đến trưa ngày 31 tháng 5 năm 2011, Hương mới kể lại sự việc cho mẹ là chị Phạm Thị Tình, tên nhân vật đã thay đổi biết. Khi nghe con gái tuổi 12 kể lại sự việc động trời, chị Tình quay cuồng như đất sụp dưới chân. Chị Tình đã quyết định đưa con gái đến công an phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội để tố giác việc con gái mình bị hiếp dâm. Cũng trong ngày 31 tháng 5 năm 2011, Lê Tuấn Anh đã đến cơ quan công an quận Hoàn Kiếm đầu thú. Ngay sau đó, cơ quan công an quận Hoàn Kiếm đã vào cuộc xác minh, điều tra và tổ chức cho cháu Hương đi giám định tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Kết quả giám định của Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho thấy cháu Hương không có xây sát trên người, không tìm thấy xác tinh trùng và kết luận tầng sinh môn có xây sức nhẹ, màng trinh không tổn thương, có tổn thương cũ ở cổ tử cung. Theo ý kiến chuyên môn thì thông thường, khi quan hệ tình dục lần đầu màng trinh sẽ bị rách. Tuy nhiên cũng có trường hợp đặc biệt xảy ra và cũng là hy hữu là màng trinh không rách sau khi quan hệ tình dục. Và vụ hiếp dâm trẻ em này theo ý kiến của các chuyên môn thì nạn nhân rơi vào trường hợp có kết quả hy hữu đó. Mặt khác xác định có sự lỏng lẻo trong việc cho thuê nhà nghỉ khách sạn, không vào sổ theo dõi khai báo lưu trú khi Tuấn Anh và Hương đến thuê phòng, vi phạm pháp luật nên cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt 1 triệu đồng đối với khách sạn mà Tuấn Anh đưa Hương đến để qua đêm. Thời điểm Tuấn Anh thực hiện hành vi trên với cháu Hương thì Hương mới được 13 tuổi 3 tháng 6 ngày. Hành vi phạm tội của Lê Tuấn Anh đã rơi vào tội hiếp dâm trẻ em, được quy định tại khoản 4 điều 112 Bộ luật hình sự. Được biết cơ quan cảnh sát điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra của vụ án và chuyển Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố hành vi phạm tội của Lê Tuấn Anh trước pháp luật. Một kết cục đau lòng cho cả phía bị can lẫn phía bị hại khi cả hai vẫn trong cùng một độ tuổi vị thành niên. Hiện tại Lê Tuấn Anh đang bị tạm giam tại trại tạm giam công an thành phố Hà Nội chờ ngày phán xử. Một kết cục bi đát và chua chát cho bất cứ bậc cha mẹ nào. Nhưng một lần nữa, nó cũng phản ánh thực trạng quản lý, dạy dỗ con cái của nhiều gia đình còn nhiều bất cập. Bởi khi xảy ra sự đã rồi, cũng chẳng có thể vãn hồi được gì nữa. Giờ đây nằm trong trại giam để chờ ngày ra công đường luận tội, thì sự tiếc nuối quãng thời gian tươi đẹp của tuổi thanh xuân chỉ còn là giấc mộng dài với chàng trai mới 17 tuổi này. Vụ án này xảy ra cách đây khá lâu, nhưng những người tham gia phá án đều nhớ rất rõ. Nó giống như một màn bi kịch của kẻ giết người rơi vào cảnh cô đơn ăn xôi. Vụ án này xảy ra vào khoảng tháng 7 năm 2006 tại một nhà nghỉ trên địa phận thành phố Lào Cai. Nạn nhân là một cô gái hành nghề bán dâm. Vụ án này bắt đầu bằng cái tên Trương Công Thành, một thanh niên có lý lịch rất sạch sẽ. Thành sinh ra trong một gia đình khá nền nếp ở thành phố Lào Cai, được ăn học đầy đủ và khi ra trường, Thành xin vào làm việc tại một nhà máy ở khu công nghiệp Hòa Xá, tỉnh Nam Định. Nhưng chỉ một thời gian, bản thân không thỏa mãn với mức thu nhập ở đó. Thành bỏ việc, tìm kiếm một công việc khác có mức thu nhập cao hơn. Ngày 4 tháng 7 năm 2006, Thành trở về thành phố Lào Cai để tìm việc. Khi về đến thành phố, trong túi không có tiền nên Thành đã nghĩ ra việc đi giết người để kiếm tiền tiêu xài. Do trước Thành đã một vài lần đi mua dâm nên biết được một số cô gái này thường xuyên có tiền cũng như vật dụng quý giá cho người. Với suy nghĩ này, Thành đã nghĩ ra một kế hoạch sát hại khá chi tiết để thực hiện hành vi của mình. Để thực hiện hành vi phạm pháp, Thành thuê một căn phòng nhỏ tại một nhà nghỉ ở gần khu vực ga Lào Cai. Thành bắt đầu tìm đầu mối cung cấp gái bán dâm, hòng tìm cách tiếp cận con mồi. Trưa ngày 5 tháng 7 năm 2006,
Thành đến quán cà phê của một người tên Oanh để tìm hàng. Mục tiêu của Thành là những cô gái nào có nhiều tiền và đeo trang sức đắt tiền trên người. Tại quán cà phê đó, Thành đã làm quen được với một cô gái tên Thèn Thị Hòa, tên gọi khác là Hà. Thành và Hà đã mua bán dâm ngay trong buổi trưa hôm đó. Trong lúc quan hệ tại nhà nghỉ, Thành đã quan sát được Hà có rất nhiều trang sức bằng vàng nên đã nảy sinh ý định sẽ sát hại nạn nhân để cướp số tài sản đó. Thành xin số điện thoại thì Hà cho số của Oanh để liên lạc. Để chuẩn bị cho hành vi tội ác của mình, sáng hôm sau, ngày 6 tháng 7, Thành trả nhà nghỉ rồi đi ra chợ mua một chiếc búa đinh với mục đích sát hại nạn nhân. Tối hôm đó, Thành chọn một nhà nghỉ khác làm địa điểm gây án. Sau khi đã thuê được phòng, Thành lấy điện thoại của nhà nghỉ gọi theo số máy mà Hà đã đưa ra hôm trước để điều hàng. Khi Thành gọi đến quán cà phê, thì người chủ quán nói rằng Hà chưa đến và hẹn 15 phút sau sẽ gọi lại. Đợi một lát, Thành bấm số gọi lại nhưng nhầm số nên không thể liên lạc được. Quyết thực hiện hành vi của mình, Thành bắt xe ôm chạy ra bưu điện ở khu vực chợ mới rồi gọi vào số của quán cà phê. Thành yêu cầu điều một em xinh đẹp đến nhà nghỉ để phục vụ sếp. Chủ quán đồng ý và hẹn 15 phút sau sẽ có người đưa gái đến. Đúng như lịch hẹn, sau gần 20 phút, người chủ quán đã đưa một cô gái tên Đặng Thị Kết đến phòng. Khi Kết lên phòng nghỉ nơi Thành đang nằm để thực hiện hành vi của mình, hung thủ đã bảo cô gái là đi tắm trước để chờ sếp về. Kết nghe theo và từ phía sau, Thành nhìn thấy túi quần áo của cô gái phồng lớn. Trong đầu hắn lúc này nghĩ rằng đó là tiền của cô gái để ở đó. Khi Kết vào phòng tắm, Thành cũng tiến vào phía sau và dùng búa đập nhiều nhát vào đầu Kết. Cú đập quá mạnh khiến cho Kết không thể kêu cứu mà chỉ kịp lết ra phía ngoài. Thấy nạn nhân bỏ chạy, Thành đuổi theo và dùng búa đập thêm nhiều nhát vào mặt mồm người của Kết. Sau khi nạn nhân đã nằm bất động, Thành bắt đầu lục soát để cướp đồ, thì trong người cô gái chỉ có vỏn vẹn 33.000 đồng. Thứ cộm cộm trong túi quần áo trước lúc nhìn thấy chỉ là hai chiếc bao cao su. Không thể thỏa mãn kiếm được tiền của mình, nhưng do đã gây án nên Thành tìm cách chạy trốn khỏi hiện trường. Đêm hôm đó, Thành tìm đến nhà một người bạn để ngủ nhờ, rồi sáng hôm sau trở về nhà xin tiền bố mẹ với lý do dùng để mua xe đạp đi làm ăn. Sau khi có tiền, Thành mua vé tàu xuôi xuống Hà Nội rồi tiếp tục bắt xe về Nam Định, nơi lúc trước làm việc để vay tiền bạn bè. Sau khi đã có tiền, Thành bắt xe lẩn trốn vào tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tuy nhiên vào thời điểm này, lực lượng điều tra cũng đã xác minh được hung thủ gây ra vụ án và chỉ sau vài ngày, lệnh truy nã Thành trên toàn quốc đã được ban hành. Vào Vũng Tàu chưa lâu, Thành đã bị lực lượng cảnh sát của tỉnh bắt giữ theo lệnh truy nã. Khi bị bắt, Thành vô cùng bất ngờ vì kế hoạch được xây dựng rất chi tiết của mình đã bị lực lượng điều tra phát hiện một cách nhanh chóng. Tên tội phạm giết người, cướp của đã nhanh chóng bị đưa ra ánh sáng pháp luật. Khi khai nhận hành vi phạm tội của mình, Thành nói rằng bản thân hắn không nghĩ rằng trong người nạn nhân chỉ có vỏn vẹn 33.000 đồng. Số tiền này chỉ đủ cho hắn gọi một cuộc điện thoại và một cuốc xe ôm để đi ra ga tàu. Hành vi phạm tội nguy hiểm của Thành đã nhanh chóng được khám phá và tên tội phạm mất nhân tính đã được lực lượng trinh sát tóm gọn trong một thời gian rất ngắn. 84 giờ cảnh sát đấu trí với kẻ đa tình giết gái bán dâm. Sáng ngày 9 tháng 1 năm 2011, tại nhà trọ trên đường Nguyễn Công Phương, thành phố Quảng Ngãi, cảnh sát ghi nhận có trọng án khi ở đây có xác một cô gái lõa thể, cổ bị bóp dẫn đến chết ngạt. Theo bà chủ nhà trọ, 22 giờ hôm trước, một thanh niên bảnh trai đến thuê phòng và yêu cầu gọi em út đến mua dâm. Nữ chủ trọ sau đó đã gọi Hoa đến phục vụ. 6 giờ hôm sau, người thanh niên ra về trả phòng, nói Hoa vẫn còn ngủ. Vì không trả đủ tiền phòng và tiền mua dâm, cậu ta thế chấp điện thoại di động. Khi người thanh niên này đi rồi, bà chủ nhà trọ gõ cửa phòng gọi Hoa nhưng không thấy trả lời. Mở cửa phòng, bà phát hiện cô đã chết. Tài sản là điện thoại và tiền của Hoa cũng bị mất, được xác định bởi chồng nạn nhân khi đến nhận dạng. Vụ sát hại gái bán dâm, cướp tài sản gây xôn xao dư luận trên địa bàn. Công an ra soát, khoanh vùng, cảnh sát lên danh sách hàng trăm đối tượng hình sự. Thông tin nhận dạng đặc điểm của nghi can như độ tuổi, tầm vóc, khuôn mặt, màu da, sắc màu quần áo, giọng nói được đặc biệt lưu tâm. Nhân chứng lúc mới đầu xác định đối tượng tình nghi chính là hung thủ gây án, nhưng sau đó khẳng định lại là nhầm. Chính điều này đã khiến vụ án tưởng như đi vào bế tắc. Phó trưởng phòng PC45 kể lại rằng sau 2 ngày,
trinh sát cho mời 5 đối tượng nghi vấn để chủ nhà trọ nhận mặt. Vừa bước vào phòng, bà ta đã chỉ ngay một người có tên Nguyễn Nam nói: "Đây chính là hung thủ gây án, tôi không thể nhầm được, đúng người này." Tuy nhiên sau đó, bà chủ nhà trọ thừa nhận nhầm với lý do tiếp xúc vào ban đêm và buổi sáng sớm nên không nhớ kỹ đặc điểm nhận dạng. Dù nhân chứng nói nhầm, nhưng các điều tra viên vẫn không loại Nguyễn Nam, 25 tuổi, ở xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa ra khỏi diện nghi vấn số 1. Chúng tôi nhận định bà chủ nhà trọ cung cấp thông tin tiền hậu bất nhất là để có thể né tránh hành vi vi phạm pháp luật chứa mại dâm của mình, Thượng tá Nam nói. Sau khi nhận định không thể nhầm nghi can Nam, cảnh sát chuyển sang hướng điều tra từ chiếc điện thoại di động thế chấp tại nhà trọ. Nhưng khi bà chủ nhà trọ đưa lại chiếc điện thoại này, qua kiểm tra phát hiện nó 40, không danh bạ, không SIM, không tin nhắn, không cuộc gọi đi và đến. Chúng tôi nhận định đối tượng đã xóa sạch trước khi mang thế chấp. Phó trưởng phòng PC45 trực tiếp tham gia điều tra vụ án kể lại. Qua nghiệp vụ, thông tin trên máy điện thoại được phục hồi. Nhật ký điện thoại cho thấy có một số máy liên lạc gần đây là một nữ sinh phổ thông trung học ở huyện Tư Nghĩa. Nữ sinh này cho biết vào thời gian đó quen một thanh niên bảnh trai khoảng 20 tuổi, nói chưa có vợ, tự xưng là chủ cửa hàng điện thoại di động. Cảnh sát tỏa đi khắp thành phố để xác minh. Thấy nổi lên nhất vẫn chính là nghi can Nguyễn Nam, chủ cửa hàng điện thoại di động ở đường Quang Trung. Nguyễn Nam đã có vợ được 5 tháng nhưng vẫn làm quen một số nữ sinh. Khi cho nhận diện điện thoại di động được thế chấp tại nhà trọ, Nam nhận là của mình nhưng tối ngày 8 tháng 1 đã bán rồi. Tiếp tục xác minh, trinh sát phát hiện tại cửa hàng Nguyễn Nam có trưng bày điện thoại di động của nạn nhân Hoa bị mất. Nam khai buổi tối ngày 10 tháng 1 có một người phụ nữ mang điện thoại này đến cửa hàng bán. Hỏi về thời gian xảy ra vụ án mạng, Nam trả lời tối ngày 8 và rạng sáng ngày 9 tháng 1 anh ta ở nhà tại xã Nghĩa Lâm. Vợ và mẹ ruột của Nam cũng xác nhận như vậy. Nhưng qua xác minh, trinh sát phát hiện mâu thuẫn giữa lời khai của Nam và người gia đình. Ông chủ ngôi nhà Nam đang thuê mở cửa hàng điện thoại cho biết rạng sáng mùng 9 tháng 1, Nam có gọi điện cho ông nhờ. Nếu vợ cháu có gọi điện thì chú nói rằng cháu tối hôm qua ngủ lại ở cửa hàng. Người dân ở xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa còn cung cấp thêm thông tin. Trong ngày 11 tháng 1, hai vợ chồng Nam cãi vã, cô vợ khóc lóc vì chuyện chồng lén lút mờ ám không ngủ ở nhà. Tổng hợp chứng cứ, tối ngày 12 tháng 1, Nguyễn Nam bị triệu tập. Nam trả lời rõ ràng các câu hỏi của điều tra, bởi hắn luôn cho rằng mình có chứng cứ ngoại phạm. Sau 2 giờ đấu tranh xét hỏi, Nguyễn Nam đã phải khai nhận toàn bộ hành vi giết người, cướp tài sản tại nhà trọ vào ngày 8 tháng 1, Thượng tá Nguyễn Thế Nhã kể lại. Nhà chức trách xác định, chiều ngày 8 tháng 1, Nguyễn Nam uống rượu với ông chủ nhà cho thuê cửa hàng điện thoại. Đến 21 giờ, hắn nói về nhà mình ở xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, vì vợ đang có thai. Hơi sẵn có men, Nguyễn Nam tìm chỗ giải sầu. Trong lúc hành lạc thì xảy ra mâu thuẫn. Tức giận, Nguyễn Nam dùng hai tay bóp cổ cô gái bán dâm đến chết. Sau khi gây án, hắn tính toán, nghiên cứu kỹ, không để lại dấu vết. Trong khi đó, sau một tiếng đồng hồ, bà chủ trọ đến cửa phòng gọi Hoa về để đóng cửa nhà trọ. Nguyễn Nam dùng điện thoại của nạn nhân nhắn tin: "Cô ơi, cháu ngủ lại, sáng mai cháu trả tiền." Nhận tin nhắn xong, nghĩ Hoa qua đêm với khách mua dâm, bà chủ trọ ra về. Nam nằm bên sát nạn nhân cho đến 6 giờ sáng mới ra quầy tính tiền và nói dối Hoa còn đang ngủ. Bà chủ nhà trọ tính 500.000 đồng, Nam đưa 260.000 đồng, trong đó có 240.000 đồng của Hoa. Số tiền thiếu thế chấp bằng chiếc điện thoại của mình và nói hôm sau sẽ đến trả đủ để chuộc lại. Vì thấy chiếc điện thoại có giá trị gấp nhiều lần với số tiền còn lại, bà chủ nhà trọ đồng ý mà không biết Nam đã xóa toàn bộ dữ liệu. Nguyễn Nam sau đó bị truy tố về tội giết người, cướp tài sản, còn bà chủ nhà trọ 108 bị truy tố về tội chứa mại dâm. Suốt 84 giờ, kể từ lúc nhận được tin báo vụ án mạng đến khi bắt được hung thủ tình nghi số 1 phải nhận tội là khoảng thời gian các cán bộ công an tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung tất cả trí tuệ, dường như không ăn, không ngủ. Đại tá Nguyễn Văn Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ. Trước đó, theo phản ánh của báo Phụ Nữ thành phố Hồ Chí Minh, trong quá trình đi tìm hiểu thông tin về dự án của tập đoàn Sun Group tại rừng quốc gia Tam Đảo, khu Tam Đảo 2, Đại Đức Thích Thanh Toàn đã có hành vi gạ tình đối với phóng viên của báo này. Lần đầu tiên, sự bẩn thỉu của một nhà sư hiện ra là sau cuộc áp vong chữa bệnh cho em tôi,
một phóng viên. Sư Toàn tranh thủ lúc nghỉ lễ vắng vẻ, cứ lấy tay vuốt vào ngực của tôi, mồm thì liên tục nói: "Vừa cúng xong mệt quá, cho thầy xin tí khí." Sững người, tôi không thể tin là có chuyện như vậy. Phải một lúc sau tôi mới kịp nghiêng người tránh né. Nhưng không chỉ có vậy, liên tục sau đó sư Toàn có một loạt hành vi, lời nói, cử chỉ biểu hiện sự bệnh hoạn mà nếu chỉ là một người đàn ông bình thường với một người phụ nữ mới quen đã là điều không thể chấp nhận được rồi, huống hồ là một người khoác áo tu hành với sắc danh đại đức. Sư Toàn liên tục gạ tôi chát xét, đòi tôi gửi hình ảnh hở hang. Có lần đang cúng cho khách, thầy còn gọi cho tôi, nói cái ấy của thầy cứng quá, không xuống được, còn gửi ảnh hở ngực để thầy xem. Trong một ngày lễ trang trọng, hàng trăm Phật tử đội sớ lên đầu rước lễ Vu Lan báo hiếu. Sư Toàn đọc kinh dẫn đầu đoàn rước lễ, mà sau đó còn dám nói với tôi rằng, vừa nhìn thấy con đeo kính đen đi ngược lại là cái ấy của thầy nó lại cứng lên. Thật không có gì kinh tởm hơn được nữa. Tận cùng của sự khốn nạn là lần tranh thủ hẹn tôi đi xem đất vào buổi tối ở một khu đô thị hoang vắng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Sư Toàn đã nhảy vào xe của tôi. Sau một hồi vật lộn, không làm được gì trước sự chống đỡ của tôi, sư Toàn đã vạch quần ra, tự thỏa mãn. Phóng viên của báo này thuật lại: ngay sau khi xuất hiện thông tin Đại Đức Thích Thanh Toàn, trụ trì của chùa Nga Hoàng ở tại xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc có hành vi gạ tình đối với nữ phóng viên của báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã yêu cầu Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc và huyện Tam Đảo thành lập đoàn nhanh chóng kiểm tra, xác minh và báo cáo cụ thể vụ việc này về Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Về việc này, chiều ngày 25 tháng 9 vừa qua, tại Tịnh viện Vân Sơn, trụ sở Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tam Đảo, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc cùng với các cơ quan chức năng huyện Tam Đảo, Ban Tôn giáo tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức buổi họp nhằm xem xét xử lý vụ việc liên quan đến Đại Đức Thích Thanh Toàn. Theo đó, Ban Trị sự Giáo hội huyện Tam Đảo đã gửi giấy mời đến Đại Đức Thích Thanh Toàn và cố gắng liên lạc qua điện thoại nhưng đều không được. Tại buổi họp này, dù Đại Đức Thích Thanh Toàn vắng mặt nhưng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc và các đại biểu vẫn tiến hành cuộc họp. Tại đây, Thượng tọa Thích Thanh Phương, trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tam Đảo đã báo cáo sự việc do báo Phụ Nữ Online nêu ra. Đồng thời, Thượng tọa cũng nêu rõ việc Đại Đức Thích Thanh Toàn đã nhiều lần vi phạm các nội quy ban tăng sự và quy định về trật tự xây dựng, quy định bảo vệ rừng. Đại Đức Toàn đã bị Ban Trị sự Giáo hội huyện Tam Đảo kỷ luật cảnh cáo. Những năm gần đây, Đại Đức Thích Thanh Toàn thường ít sinh hoạt tại Ban Trị sự địa phương, có biểu hiện thực hành tà đạo không đúng với đường lối tu hành đạo Phật. Việc này, Ban Trị sự huyện đã có báo cáo với Ban Trị sự của tỉnh Vĩnh Phúc. Phát biểu về những điều sai trái trong tu tập của Đại Đức Thích Thanh Toàn, Thượng tọa Thích Kiến Nguyệt, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc, đại diện Thiền phái Trúc Lâm, nơi mà Đại Đức Thích Thanh Toàn tu tập, là thành viên của hệ phái Trúc Lâm trước khi làm trụ trì tại chùa Nga Hoàng, cho biết Đại Đức Toàn đã tu sai đường lối, không đúng với pháp môn tu tập của Thiền phái Trúc Lâm, đi theo tà đạo, sử dụng bùa chú, ma thuật âm binh và đã bị vấn đề về tâm thần, tẩu hỏa nhập ma. Năm 2005 trước đó, Ban Quản trị hệ phái đã kỷ luật cho xuất chúng, không cho phép tu tập tại thiền viện nữa. Sau đó Đại Đức Thích Thanh Toàn về trụ trì tại chùa Nga Hoàng. Trong khi đó, đại diện chính quyền địa phương nơi có chùa Nga Hoàng cũng nhận xét về những biểu hiện không bình thường của Đại Đức Thích Thanh Toàn và chỉ ra việc Đại Đức Toàn đã vi phạm các quy định về quản lý xây dựng trên địa bàn và các cơ quan quản lý đã nhiều lần nhắc nhở, xử phạt hành chính. Trước các ý kiến của các đại biểu, chủ tọa cuộc họp đưa ra các kết luận sau đây. Thứ nhất, kỷ luật Đại Đức Thích Thanh Toàn phải sám hối đại tăng, yêu cầu Đại Đức Toàn viết kiểm điểm tường trình sự việc mà báo Phụ Nữ Online đã nêu ra, kiểm điểm toàn bộ quá trình tu tập, sinh hoạt tại chùa Nga Hoàng. Thứ hai, đình chỉ chức vụ trụ trì chùa Nga Hoàng của Đại Đức Thích Thanh Toàn trong thời gian 3 tháng. Sau đó, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc sẽ xem xét. Thứ ba, khu vực gọi là chùa Địa Ngục chưa phải là cơ sở thờ tự Phật giáo. Yêu cầu Đại Đức Toàn không được tiến hành bất kỳ hoạt động tín ngưỡng tâm linh, xây dựng công trình gì tại đây. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tam Đảo phối hợp với chính quyền địa phương giám sát việc này. Liên quan đến vụ việc, vào sáng ngày 6 tháng 10 năm 2019, Đại Đức Thích Thâm Vượng, Phó trưởng ban kiêm chánh thư ký Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc xác nhận việc Đại Đức Thích Thanh Toàn trụ trì chùa Nga Hoàng
là người bị tố cáo gạ tình nữ phóng viên đã có tờ trình xin xả giới và hoàn tục. Theo Đại đức Thích Tâm Vượng, tại cuộc họp vào ngày 5 tháng 10, thực hiện chức năng và quyền hạn của Ban trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc đã xem xét việc thi hành kỷ luật đối với Đại đức Thích Thanh Toàn theo công văn của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tại cuộc họp, Đại đức Thích Thanh Toàn có mặt và nhận các khuyết điểm, lỗi lầm, vi phạm nghiêm trọng của bản thân làm ảnh hưởng đến giáo hội và tăng đoàn. Sau đó, Đại đức Thích Thanh Toàn đã thành tâm phát nguyện sám hối đại tăng và có tờ trình xin xả giới hoàn tục. Tờ trình của Đại đức Thích Thanh Toàn nêu rõ: trong thời gian qua, con đã có làm một số việc ảnh hưởng đến giáo hội và con cảm thấy không xứng đáng là một đệ tử xuất gia. Nay con làm đơn này xin xả giới và hoàn tục. Đồng thời, con cũng xin giao chùa Nga Hoàng ở xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc quản lý. Ngoài việc xin xả giới hoàn tục, Đại đức Thích Thanh Toàn còn xin được giữ lại những tài sản như trang trại, đất đai, xe cộ mang tên chủ sở hữu là thế danh của sư Toàn. Trước thông tin sư Thích Thanh Toàn xin Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc giữ lại tài sản trị giá khoảng 200 đến 300 tỷ đồng khi hoàn tục, nhiều ý kiến cho rằng đây là việc không thể chấp nhận được, bởi khi đi vào chùa với hai bàn tay trắng mà hoàn tục lại có của. Trong clip ghi lại buổi làm việc với Ban trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh được chia sẻ, Đại đức Thích Thanh Toàn, trụ trì chùa Nga Hoàng, người sinh năm 1976 ở Quảng Trị, đã vướng nghi vấn gạ tình nữ phóng viên, bày tỏ chuyện sám hối tội lỗi của mình đã gây ra và khoe tài sản trị giá khoảng 300 tỷ đồng gồm trang trại, đất đai, xe cộ mang tên chủ sở hữu là thế danh của y. Sư Toàn giải thích rằng trong quá trình trụ trì tại chùa Nga Hoàng, ông có vay nợ một số nơi để kiến thiết, tu bổ ngôi chùa, nay muốn giữ lại những mảnh đất mua của người dân để trang trải công nợ. Lâu nay con làm tổn thất oai đức của các ngài thì con sám hối suốt đời không hết, nhưng nói thật với quý ngài, tất cả là cạm bẫy. Nếu mình tránh cạm bẫy này sẽ có cạm bẫy khác. Bây giờ con xin quý ngài là trang trại con quá lớn, tượng pháp quá lớn. Bây giờ mình bán cho ai và chuyển như thế nào? Con cũng có nhiều chỗ ở chứ không phải một chỗ. Còn chùa 800m2 ấy thì con vui vẻ, các ngài sao cũng được. Nhưng tài sản của con là con nguyện. Con mua không làm gì cả, chỉ làm để nuôi các cháu ăn học, các người trong bệnh viện. Con xin các ngài giúp cho con cái đấy thôi. Nếu tính tài sản thì khoảng 200 đến 300 tỷ đồng. Sư Toàn cho hay. Về việc này, Đại đức Thích Tâm Vượng, Phó trưởng ban kiêm Chánh thư ký Ban trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, giáo hội sẽ tiếp quản chùa Nga Hoàng và không can thiệp tài sản đứng tên sư Toàn. Sắp tới, Giáo hội Vĩnh Phúc sẽ phối hợp với chính quyền địa phương và Thích Thanh Toàn để xác minh nguồn gốc tài sản của ông ta. Dù vậy, nhiều người cho rằng khối tài sản 200 đến 300 tỷ này có được từ việc Phật tử cung tiến cho nhà chùa. Thế nên, việc sư Toàn giữ lại sau khi hoàn tục là không thể chấp nhận được. Vào chùa tu với hai bàn tay trắng, bây giờ hoàn tục ra đi cũng hai bàn tay trắng, vậy mới công bằng. Chùa đâu phải nơi để kinh doanh, kiếm tiền và tích góp tài sản. Tài sản các Phật tử cúng dường cho thầy vì thầy là nhà sư, đó là cho hay tặng, có điều kiện. Một khi điều kiện không được đáp ứng, thầy không còn tu hành nữa thì họ có thể đòi lại nếu chứng minh đã tặng hay cho. Nếu cho ông ta giữ khối tài sản lớn như vậy thì tạo tiền lệ xấu. Một số bạn trẻ đùa rằng muốn có tiền tỷ thì cạo đầu đi tu, sau khi có đủ vốn làm ăn thì hoàn tục. Đó là những lời bình từ độc giả. Trong khi đó, nhìn nhận dưới góc độ pháp lý, luật sư Trương Anh Tú, đoàn luật sư Hà Nội cho rằng không đồng tình với chuyện Thích Thanh Toàn giữ lại khối tài sản cá nhân kể trên. Theo luật sư Tú, sư thầy lấy tiền đấy ở đâu ra, đi vào chùa với hai bàn tay trắng mà hoàn tục lại có tiền. Thế thì phải chăng ở giáo hội này lại là nơi kinh doanh kiếm tiền? Sư thầy không buôn bán kinh doanh thì chỉ có xác suất là tiền của Phật tử đóng góp cho nhà chùa thông qua thầy. Không phải đóng góp cho thầy thì cái này là của giáo hội phải nhận lấy, giáo hội không nhận thì trả lại cho dân. Còn cá nhân thầy Toàn thì phải khẳng định thầy không có tiền, bây giờ phải xác định tài sản đó có từ nhà chùa này. Trừ khi sư Toàn chứng minh được có một khoản thừa kế, hội môn. Nhưng thầy Toàn phải chứng minh điều đó thì mới khẳng định tài sản là của mình. Luật sư Trương Anh Tú cũng nêu quan điểm. Thưa quý vị, trong cuộc đời này, đến lúc ai đó đã biết nói được hai chữ giá như thì dường như đều đã không còn lối để quay về. Đối với những tử tù, kẻ phạm tội chịu bản án cao nhất của pháp luật cũng như vậy. Mọi tội ác đều phải trả giá trước pháp luật, mà bản án pháp luật thì dễ trả, nhưng bản án lương tâm thì sẽ đeo đẳng,
gây dày vò những kẻ phạm tội đến phút cuối cuộc đời. Đó cũng chính là bài học cảnh tỉnh mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Trong cuộc đời này, đến lúc ai đó đã biết nói được hai chữ giá như, thì dường như đều đã không còn lối để mà quay về.